Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612. À, trong thời gian mà off air thì cũng có một cái thính giả hồi nãy đã gọi vào đó, nói về vấn đề gọi là custody, tức là chăm sóc con đó. Thì như tôi nói là có hai cái phần là legal và cái physical custody. Thì bởi vì văn lục luật sư mà khi họ lo cái hồ sơ đó đó, họ make a mistake, họ không có để cái điều khoản đó. Thì tôi có lời khuyên đó là bây giờ đó, thì chỉ cần nếu ông chồng đồng ý thì ông cần ký một cái giấy là ông chấp nhận là tôi là cha đứa nhỏ đó nhé, tôi đồng ý cho vợ tôi được sole legal custody, tức là toàn quyền quyết định về vấn đề pháp lý đối với cái đứa nhỏ đó. Thì sau đó thì sẽ nộp với tòa qua một cái đơn thỉnh cầu của tòa để mà sửa về vấn đề custody. Nó gọi là motion for modification of child custody. Thì tôi cũng có khuyên là bởi vì bà mẹ là ở Los Angeles, tốt nhất là nên tìm một cái người luật sư ở Los Angeles để nó đỡ tốn kém hơn, và cái để nộp cái motion đó. Thì tại cái motion đó, nếu ông chồng ông đồng ý ông ký thì nó cũng không có khó khăn gì để mà có tòa sẽ chấp nhận cái vấn đề đó. Tại vì cái việc mà dàn xếp trong cái vấn đề custody hoặc là legal hoặc là physical đó, là phần lớn đó là giữa cái quyết định của hai người cha mẹ của đứa nhỏ. Nếu hai cha mẹ đứa nhỏ bằng lòng như thế nào thì thường tòa cũng sẽ chấp thuận như vậy ha. Ok, dạ cảm ơn em. Tới đây thì quý vị vẫn có quý vị cũng có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-893-364. Nhưng tiệm đây thì tôi cũng muốn chia sẻ một cái với quý vị là về cái vấn đề bảo hiểm nhà. Thì khi chúng tôi làm về Living Trust đối với một số thân chủ á, thì thường thường đó chúng tôi cũng yêu cầu họ đưa cái bảo hiểm nhà để khi tôi làm cái Trust đó, thì tôi sẽ add cái Trust vào cái Additional Insure để trong trường hợp rủi cái nhà họ bị cháy đó, thì mà họ qua đời đó, thì cái tiền bồi thường thay vì trả cho cái người đó thì họ sẽ trả cho cái Trust, để những cái người kế tiếp là con cháu họ có thể lãnh cái số tiền bồi thường đó mà không phải qua thủ tục probate. Tại vì thường thường cái số tiền bồi thường mà nhà cháy chẳng hạn thì nhiều khi nó có thể lên tới 300-400 ngàn không chừng. Thì sẵn cái dịp đó tôi cũng khuyên quý vị là trong những quý vị nào có nhà cửa đó thì nên coi lại trong cái homeowner policy của mình. Trong cái homeowner policy của mình nó có 3 điểm chính mà quý vị nên để ý. Điểm thứ nhất là về vấn đề nó gọi cái replacement value, tức là nếu cái nhà mình bị cháy hay là bị thiệt hại gì đó thì hãng bảo hiểm nó sẽ bồi thường cái tiền để mà có thể xây lại cái nhà của mình. Thì trong trường hợp mà quý vị có cái đó đó thì quý vị coi lại là nếu sau khi mà quý vị mua căn nhà mà quý vị bỏ tiền ra để làm improvement, chẳng hạn bỏ 100-200 ngàn để sửa bathroom hay là lót lại gạch hay là bỏ thêm mái dần dần, thì khi mà quý bỏ một số tiền lớn để làm improvement cho cái nhà của mình đó, thì khi quý vị nên thông báo cho cái hãng homeowner insurance của mình biết để nó tăng cái coverage lên. Là tại vì sao? Nếu vì không bỏ ra 100-200 ngàn để sửa chữa để cải thiện cái nhà mà mình không cho nó biết đó, thì đến khi rủi cái nhà mình bị cháy đó là nó chỉ bồi thường ở cái giá sửa nhà cũ mà thôi. Do đó mình sẽ không đủ tiền để mình có thể xây lại cái nhà mới như là cái nhà mình đang có. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là cái liability. Thì thường thường cái liability đó là để trong trường hợp mà vì lý do gì cái người chủ nhà đó chịu trách nhiệm với những người thăm viếng nhà, hay là chẳng hạn quý vị có chó, chẳng hạn chó quý vị mà cắn người ta, thì cái home insurance của quý vị là cái bản bảo hiểm nó sẽ bồi thường cho cái người mà bị chó cắn. Hay là người ta đến nhà quý vị mà chẳng hạn trợt té, bị gãy giò gãy chân, hay là ăn uống tiệc ở nhà quý vị mà bị trúng thực mà phải vào nhà thương chẳng hạn, thì trong trường hợp đó nếu họ kiện quý vị thì cái liability của quý vị nó sẽ bồi thường cho người đó. Thì trong trường hợp mà quý vị có mua liability thì nên để ý rằng nếu trong trường hợp quý vị có equity nhiều thì nên mua cái coverage đó cao. Tại vì cái liability đó, nếu thí dụ đó, tối thiểu đó là 100 ngàn, nhưng mà mình có thể mua cao hơn là 300 ngàn hay 500 ngàn hay là 1 triệu.
Nếu thí dụ cái nhà mình là có trị giá cao, mình có nhiều equity trong đó mà mình chỉ mua có 100 ngàn thì nhiều khi nó không có đủ để cover rủi trong trường hợp có ai kiện mình mà họ bị thiệt hại nặng hay là họ bị thương tích nặng mà họ kiện mình thì nhiều khi 100 ngàn không đủ, thì nhiều khi nó sẽ ảnh hưởng tới cái nhà của mình. Thì thường thường mình coi nếu equity mình nhiều thì maybe mình nên tăng cái liability của mình lên chẳng hạn từ 100 lên 300 hay là lên 500. Cái thứ ba nữa đó gọi là medical payment. Medical payment đó là trong trường hợp rủi ai đến nhà quý vị mà ăn uống hay trợt té mà có bệnh hoạn phải vô nhà thương đi bác sĩ chẳng hạn. Thì nhiều khi họ không muốn kiện quý vị nhưng mà họ cũng expect at least là quý vị trả cái tiền nhà thương hay bác sĩ cho họ. Thì trong trường hợp đó quý vị nên coi là cái coverage của cái medical payment nó là bao nhiêu. Đa số rất là nhiều người tôi thấy họ mua chỉ có là 1.000 thôi. Đương nhiên 1.000 là không đủ. Thí dụ người ta đến nhà quý vị buổi đi đãi ăn, bà con quý vị rủi họ bị trúng thực và vô nhà thương. Thì đương nhiên một khi vô nhà thương rồi đó, cái tiền bệnh viện đó không bao giờ là 1.000 đâu. Nó sẽ tối thiểu là cũng là 2, 3, 4.000 trở lên. Mà nếu 2, 3, 4.000 mà coverage có 1.000 thì đương nhiên nó đâu có đủ để trả cái tiền bệnh viện đó đâu. Thành ra nếu thường cái medical payment đó, tôi khuyên tối thiểu mình nên mua là khoảng 5.000 để rủi có chuyện đó xảy ra đó. Thì cái hãng bảo hiểm của mình đó, sẽ trả cái bill bệnh viện bác sĩ đó cho cái người bị thương tích của mình. Thì đó là ba điểm mà quý vị nên để ý khi coi lại trong cái home insurance của mình mà nó sẽ giúp cho quý vị để bảo vệ cái nhà của quý vị. Hello, tôi luật sư Liêm, tôi ở đây. Dạ, chào luật sư. Dạ, chào cô. Dạ, tôi có câu hỏi nhờ luật sư giúp lúc giùm ạ. Dạ, được. Trường hợp, dạ, hàng năm vậy đó, hàng năm mà mình tiền gift nó cho được bao nhiêu là không cần bị đóng thuế hay luật sư? Thật sự đó, cái gift á, exclusion á, là tới 11 triệu 400 ngàn trong suốt, trên 11 triệu trong suốt cuộc đời của mình. Tuy rằng đó, nếu mình cho một người mà trên 15 ngàn đó, thì có thể mình phải làm cái gọi là cái gift tax report. Và nếu mình làm gift tax report thì mình nó sẽ không có bị excluded, nó không có tính vô cái 11 triệu đó. Như vậy là mình một năm nó giới hạn mình bao nhiêu mà không đóng thuế mà mình cho bao nhiêu cũng được, không phải đóng gift tax. Nãy tôi mới nói mình có thể cho lên tới 11 triệu mà mình không có phải đóng gift tax. Mình có thể cho tới 11 triệu mà mình không phải đóng gift tax. Mặc dù á, trên nguyên tắc á, mặc dù á, đúng theo luật á, thì nếu mình cho một người mà trên 15 ngàn đó thì mình có thể phải file cái gift tax report. Nhưng mà trên thực tế thì rất ít ai mà file cái gift tax report. Cái đó. Nhưng mà nếu mình file đó thì nó sẽ không có tính vào trong cái 11 triệu. Dạ, tôi xin hỏi luật sư câu thứ hai nữa, trường hợp cái tiền gift mà ta đi đám cưới đó. Tiền đám cưới người ta tặng đó là có đó có bị đóng thuế không luật sư? Gift tặng tôi không không có bị đóng thuế. Là tôi đám cưới đó, chắc chắn là ông gift tặng cái người đó mà được tặng nhận cái gift đó, nhận cái tiền đám cưới đó thì không có đóng thuế, mà người cho thì cũng không được trừ thuế. Người cho không được trừ thuế mà người nhận cũng không bị đóng thuế. Cái đó là cái gift. Okay. Mình như vậy mình có bạn có cái chứng minh, ví dụ mà nó người ta tặng nhiều trên, mà ví dụ bạn bè đông, ví dụ trên 10.000 cũng không sao. Sao, cái đó không sao, không thành vấn đề. Không có sao. Hoàn toàn không có sao. Không có chi bà. Cảm ơn luật sư nhiều ạ. Không có chi. Tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Hello. Chào luật sư, đã thấy luật sư đang nói chuyện ở trên TV. Không có chi. Tôi đang nghe bà đây. Bà có thể đặt câu hỏi. Tôi có người bạn mà bà ấy qua đây bây giờ đã 10 năm rồi. Nhưng mà đi qua theo chuyện ông già của bà bảo lãnh cho gia đình bà. Thì người chồng cách đây 2 năm bị bệnh tim có vô trong nhà thương để mổ đó luật sư. Thì như vậy, tại vì hôm trước tôi có nghe luật sư nói là nếu mà mình xin cái gì đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái người bảo lãnh, tại vì thực sự ra hai người này chưa có vô quốc tịch. Nếu như vậy á thì nhưng mà nó vẫn cho Medicare, luật sư cứ là 3-4 tháng là đi tái khám lần. Thì như vậy thì sao luật sư?
cái hưởng nghị gì định không? mới mà ông Tổng thống Trump ông ký đó, ông bắt Dạ. những cái người mà bảo trợ tài chánh phải chịu trách nhiệm cho những cái trợ giúp của chính phủ á, thì Dạ. nó chỉ áp dụng đối với lại những cái trợ cấp của chính phủ liên bang mà thôi. Tại vì cái luật á, nó chỉ áp dụng cho chính phủ liên bang chứ không áp dụng chính phủ tiểu bang. Thành ra trong trường hợp á, nếu mà cái người thân của bà mà hưởng Medi-Cal, Medi-Cal đó là bảo hiểm của chính phủ tiểu bang. Do đó tôi không nghĩ là nó sẽ bị ảnh hưởng ở trong trường hợp này. Nhưng mà sẽ khác hơn nếu mà cái người thân của bà mà xin những cái trợ cấp của chính phủ liên bang thì yes, họ có thể bị ảnh hưởng. Thì thành ra là dạ, tại vì hôm trước bà có định nói tôi là dạ, dẫn đi xin tiền food stamp đó, nhưng mà tôi ngần ngại, tôi không muốn dẫn đi tại vì Bà tôi nên sợ sẽ bà nên cẩn thận, tại vì sau này không những vậy đó, thì bà nên check lại cẩn thận với lại nó cũng có một cái tôi không biết là đã ra luật chưa, nhưng mà đã có những cái việc mà họ nói đến cái chuyện nếu mình xin những cái trợ cấp của chính phủ á thì mà mình chưa vào quốc tịch Mỹ đó, thì có thể nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà mình xin vào quốc tịch Mỹ sau này. Tại vì cái mục đích chính á, giữa chính phủ bây giờ đó là họ không muốn như gần đây đó nó mới ra luật để nó giảm cái những cái số tiền food stamp, bởi vì nó đặt cái căn bản những cái người cái tiêu chuẩn nghèo đó sẽ thấp hơn, do đó sẽ có rất là nhiều người sẽ không còn cái quyền lợi được hưởng vấn đề food stamp nữa. Ok, thành ra đó là bởi vì họ không có muốn những cái người di dân đến đây mà gọi là lợi dụng cái sự mà trợ giúp của chính phủ, do đó đó thì họ sẽ đặt ra nhiều luật để làm ngăn chặn hay khó khăn những cái vấn đề đó. Thì bà nên coi kỹ lại hay xét kỹ lại trước khi mà làm cái việc đó nhé. Cảm ơn bà. Tới đây thì tôi chưa phải tạm ngưng rồi, thành ra bà hay là quý vị còn chờ đường dây thì tiếp tục giữ đường dây điện thoại mình, tôi tiếp tục trả lời câu hỏi quý vị.